Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam vừa chính thức được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại 4. Việc được công nhận là thị trấn sẽ không chỉ đáp ứng xu thế phát triển của thị trấn Đồi Ngô, mà còn tạo đà để huyện Lục Nam tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, phát huy những yếu tố tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Đồi Ngô trong tương lai. Khu đô thị đồng cửa thị trấn Đồi Ngô là một trong các khu đô thị được đầu tư mở rộng nhằm thực hiện tiêu chí phát triển đô thị loại 4 của thị trấn. Đến nay, dự án đã hoàn thành, bàn giao giai đoạn 1 vào tháng 12 năm 2020, quy mô 12 ha. Hiện chủ đầu tư dự án đang tiếp tục tập trung triển khai giai đoạn 2 với quy mô gần 10 ha và đang phối hợp cùng với cơ quan chuyên môn của huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện xây dựng hạ tầng khu dân cư, thu hút người dân về sinh sống, đảm bảo tiêu chí trong phát triển đô thị. Sau khi được giao mặt bằng thì phía chủ đầu tư chúng tôi sẽ cố gắng bằng toàn bộ cái năng lực tài chính và cái khả năng kinh nghiệm của phía chủ đầu tư sẽ triển khai thi công và có những cái phương án có mặt bằng sớm nhất để đưa vào dự án, đưa vào khai thác sử dụng. Năm 2015 thì tôi làm tổ trưởng tổ dân phố của cái khu dân cư. Lúc bây giờ nhân dân tổng số hộ là chỉ có 180 thôi. Nhưng mà từ năm 2015 đến năm 2021 này, dân số của các của dân phố tôi là tăng vọt lên. Bây giờ là tổng số là trên 336 hộ. Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Lục Nam đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Nhờ đó, đến nay, thị trấn Đồi Ngô đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại 4. Cuối năm 2020, tức là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, thì đã được tập trung quan tâm đầu tư rất lớn về cái hệ thống chiếu sáng. Cái thứ hai nữa là hệ thống đường giao thông. Đấy là cái nó thể hiện rất rõ sau khi cái công nhận được công nhận là đô thị loại 4. Tôi thấy là ngay cái khu chợ là cũng đã nâng cấp được lên, nhân dân đến là họp rất là đông. Hai nữa là cái đường xá là cảnh quan môi trường ấy là rất là xanh sạch đẹp. Trong cái điều kiện tôi thấy rằng là cái tốc độ phát triển như thế này là rất phấn khởi. Để được công nhận đô thị loại 4, theo quy định phải đảm bảo 5 nhóm tiêu chí, gồm 59 tiêu chuẩn. Thị trấn Đồi Ngô đạt tiêu chí đô thị loại 4 theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với số điểm 88,68 trên 100 điểm với 56 trên 59 tiêu chuẩn. Còn 3 tiêu chuẩn chưa đạt được là nhà tăng lễ, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, tỷ lệ tuyến phố văn minh trên tổng số đường chính. Đây là những tiêu chí mềm nhưng sẽ tiếp tục được huyện quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Tập trung vào thực hiện các cái dự án để hoàn thiện các cái tiêu chí còn chưa đạt. Thứ hai nữa là tập trung phát triển kết cấu hạ tầng khung và cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường của đô thị. Thứ ba là tiếp tục tham mưu huyện ủy, ủy ban huyện quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư phát triển các dự án khu đô thị mới nhằm tăng mật độ dân số đô thị cũng như là phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Đồi Ngô. Thị trấn Đồi Ngô sau khi trở thành đô thị loại 4 có diện tích 13,69 km² và dân số hiện nay là gần 20.000 người. Thị trấn là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của huyện Lục Nam, tiếp giáp với thành phố và trung tâm các huyện lân cận. Việc được công nhận đô thị loại 4 sẽ đáp ứng xu thế phát triển của địa phương, đồng thời tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Lục Nam phát triển trong thời gian tới.